1, 2, 3. Rồi thì thố người ba này có mọi người có cần người không? Thôi rồi, buồn thôi rồi. Buồn thôi. Vẫn kiểu nhá, nhìn xanh lét này. Đấy, miếng thịt này. Bây giờ cái này là cái chất tẩy rửa thịt mà các bây giờ là người tư thương mà người ta làm ăn nó kém đạo đức thì người ta sử dụng. Thì tôi lấy cái này ra để chỉ cần một chút thôi. Chỉ vì lợi nhuận thôi. Chỉ vì lợi nhuận đây. Đây này, cái hộp này có thể mua tại bất kỳ cái hàng hóa chất nào 60.000 một hộp. Sodium nitrat. Đấy. Bây giờ cái này nó sẽ hòa tan trong nước. Cái chất này là chất không mùi. Rất đơn giản thôi. Không mùi, không màu. Không mùi, không màu. Nên chúng ta không thể phát hiện được đây là thịt thối. Có vị không anh? Thế bây giờ như này, bạn nói đây, đây là miếng thịt thối, ai nhìn cũng ngửi bốc mùi rất là kinh, nôn. Ta thảo đây nhá. Chuẩn bị xem. Ta thảo cái thịt ở đây, thì tí ra xem miếng thịt nó còn có mùi không và nó có màu sắc, nó chuyển thành thịt tươi, nó màu sắc nó sẽ mất một chút thời gian thôi, không lâu. Cái này ở trên dân trí cũng đã nói vấn đề này là vấn đề nhức nhối rồi. Đây là thịt bẩn, thịt thối, cái này ăn vào thì thành ung thư. Nhiều khi ăn không sao nhưng mà ăn phải cái thuốc này khéo mới chết. Ăn thịt bẩn khéo, thịt bẩn chưa chết được, chưa chết không phải là chết. Cái chất thuốc này khi vào cơ thể nó gây cản trở hô hấp oxy, máu sẽ dẫn đến ung thư. Đấy các bạn nhìn thấy chưa? Những cái xanh thịt nó lủng, bây giờ miếng thịt này có thể nhấc lên và nó sẽ bị hết mùi. Đây, tôi thì ngửi được, hết mùi. Nó không còn mùi nữa. Ngửi lại. Miếng thịt này nó không còn mùi nữa. Và tất nhiên là phụ thuộc vào cái độ ngâm lâu hay là nhanh. Nếu ta ngâm lâu một chút nữa thì miếng thịt sẽ trở thành đỏ tươi như miếng thịt. Mình cho nhiều cái cho nhiều, chất này đúng không? Cho nhiều chất này. Đây chúng ta đây chỉ làm trường hợp nhỏ thôi, còn đối với những cái tiểu thương mà họ ấy làm ăn nó không đàng hoàng thì họ sẽ ngâm số lượng rất là lớn và trong thời gian rất ngắn thì miếng thịt sẽ đổi màu ngay lập tức. Đây chúng ta chỉ làm cái việc nhỏ. Hôm nay tôi giới thiệu đây các bạn một cái máy. Cái này là máy Soet đo những cái dư lượng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật trên tổng ước trong hoa quả và thực phẩm. Đấy. Cái máy này thì bằng tiếng Việt, đây tôi đang chọn đây chế độ đây là thịt tươi. Cái là nếu mà là thịt mà an toàn theo tiêu chuẩn của châu Âu và của Nga thì nó sẽ ở dưới mức 200. Như các bạn nhìn đây 200. Đấy, người ta bảo là đây là cái nồng độ an toàn 200. Ta thử nhấc miếng thịt đến ta cắn thử xem mà nó rơi vào cái trạng thái. Ô máy này nhúng bị nước không sao anh? Không, đây miếng thịt. Không, anh cầm tay một cái. Ngoài, cầm ngoài. Anh cầm ngoài thôi. Không phải bên ngoài không gì cả. Nó bị nhựa mà. Rồi ta cắm nhá. Cái thịt này nó đỡ tái nhỉ? Càng ngày nó càng đỡ tái nhỉ? Hả? Cái thịt này. Ừ. Cái thịt cắm lên thì nó... Cái này giống như thịt buổi tối mua chợ nhỉ? Nó buổi tối mua chợ. Và để một chút cho nó... Hết cái... Nước. Vì khi ngậm nước, cái quả nó... Vì tự dưng họ... Khi họ ấy xong thì họ ấy... Bỏ ra ngoài nó hết nước. Ừ, bỏ ra ngoài nó hết nước. Kết quả thí nghiệm này thì đã được. Chỉ số tốt. Thôi, đấy sao lại đau như đầu kim. Mày bỏ một tay ra, một tay cầm mấy. Một tay tư bóng thôi. Không sao. Nó dễ. Hai tay đều phải cầm thịt mày. Anh phải chơi vậy. Quay đây kiểu anh. Quay màn hình đi xem là bạn nhìn thay đổi thế nào. Nồng độ dư thừa. Các bạn nhìn thấy chưa? 267 mà người ta cho phép là 200. Đừng quay ánh sáng đấy, đừng quay ánh sáng. Sáng quá lóa. Đây mình quay ngay quay. Đây mình cho vào sát tường đây. Mà nhìn cái số, nhìn số 267 chưa? Xem không nhìn rõ. Nồng độ thừa nhiều. Bạn nhìn thấy số 267 chưa? 200 là chuẩn. Đây là trên 200 là nguy hiểm. Nguy hiểm. Đây là cho 267 đây, máy nó báo đây. Dưới 200 là ok. Dưới 200 thì mình ăn ngon. Ừ, nhưng mà đây thịt nó thối rồi thì xong bắt khi ngâm vào thì người ta chỉ đánh lừa mắt thường người tiêu dùng thôi. Cứ mang cái máy đi ra chợ cắm vào thịt. Đấy thì
bạn nhìn thấy nhá, từ một miếng thịt là miếng thịt ối này, bây giờ nó chuyển thành miếng thịt trông cũng tương đối là ngon và không có mùi nữa, không có mùi nữa, mà nhưng mà bằng mắt thường ta không thể phát hiện được. Đây cái máy này thì nó phát hiện được cái là ra bây giờ miếng thịt nó qua tẩm ướp. Thế thôi, đây là cái là rất cần cho các người tiêu dùng, và khi mình có những chế tải này thì cái tư dương ấy, sần. Những cái đồ nào thì mình dùng được cái này? Gồm có thực phẩm, và đối tượng đã đến cơ quan đại sứ quán Liên bang Nga và đã xin một cái giấy phép để đại sứ quán khẳng định nguồn gốc và chất lượng sản phẩm đạt tiêu cúp của Liên bang Nga, của Viện Khoa học đo lường chính xác của Liên bang Nga. Chúng tôi có website, bạn vào trong đấy. Và trên đây là có sản phẩm được lưu bán tại châu Âu, EU, Nhật Bản cũng như Mỹ, và đều được các nước họ ấy sử dụng trong ngành hải quan của họ ấy, và những cái ngành vệ sinh và thực phẩm của họ ấy. Nhưng mà quan trọng nhất là qua cái thí nghiệm này chúng ta đã thấy được cái máy này nó đã thể hiện được đúng những cái hóa chất mà đã được ngâm tẩm trong thực phẩm, thường dùng trong thực phẩm. Tức là những người bình thường, những tư thương bình thường, sau khi thịt thối, thịt chết, gà thối, họ thường dùng những cái chất này để tẩy rửa và biến nó thành những miếng thịt rất là sạch và ngon để bán ra ngoài thị trường. Bằng mắt thường chúng ta không thể nào chúng ta biết được. Thì cái máy này cũng tuy nó chưa phải là một cái thiết bị hoàn toàn lý tưởng, nhưng nó giúp chúng ta rất nhiều trong cái công tác phòng chống những thực phẩm bẩn. Gần Tết rồi. Còn cần gì nữa hãy đến đây và hãy thử cái máy tuyệt vời này của chúng tôi. Bye, see you again. Okay.